Đây mình sẽ thay đổi cái layout đầu ra này. Đấy, 25.98 mình sẽ giảm đi app đi này. Đấy. 24.72. Đấy. Hello, xin chào tất cả anh em đến với kênh YouTube điện tử Udachi của mình. Thì hôm nay mình mang đây một con cục sạc adapter. Đấy, thông số của nó là 24V 4A. Đấy thì cái đầu ra của nó đưa ra app là 24V và cái dòng đưa ra tối đa nó có thể đưa ra được là 4A. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em cách để làm sao mà có thể thay đổi được cái đi app 24V đầu ra. Khi mình đo cái đi app là 24V, nhưng ví dụ mình muốn một tăng đi app lên một chút hoặc là giảm cái đi app lên một chút. Đấy thì hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em cách để mà mình có thể fix được ở trong cái cục adapter này. Thì thông thường ấy thì số anh em sẽ dùng theo kiểu là làm ra một cái mạch boot app, tức là cái mạch mà để hạ áp hoặc là mạch boot app để tăng lại đi áp lên. Đấy thì cái đấy thì mình cần phải kết nối qua cái đầu ra này, thì mình sẽ chế qua cái đầu ra này. Thì mình đã làm một cái video rồi, lúc nào mình sẽ làm lại một cái video khác. Đấy thì cái video này thì mình chỉ anh em cách để mình có thể fix được, để mình nốt được cái nguồn này qua cái việc là mình sẽ can thiệp vào cái phần gọi là phần feedback, tức là cái phần bộ phận hồi tiếp ấy của cái mạch điện ở trong cái adapter này. Đấy thì đầu tiên thì mình cần phải gỡ cái adapter này ra này. Đấy, mình phải tháo cái adapter này ra. Đây, mình phải tháo cái adapter này ra thì mình cần nạy cái những xung quanh này ra này. Đấy, nạy ra xung quanh này ra. Đấy. Nạy xung quanh này ra. Thì sau khi nạy được xung quanh ra thì mình sẽ được mở ra như này. Đấy, thì nó cái mạch như này đây. Đấy, thì mình sẽ gỡ ra như này. Đây, đây là toàn bộ cái mạch này. Em lưu ý là cẩn thận là với cái điện ở hai đầu con tụ này, vì hai đầu con tụ này nó sẽ lưu trữ cái điện 220V, thì khi mà chỉnh lưu nó lên đến tận 310V gì đấy thì em sờ vào đây thì nó sẽ bị giật. Như thế là mình cần phải xả cái đi áp ở trên cái con tụ này đi này trước khi mình sờ tay vào, hoặc là em đừng động vào nữa để nó không bị giật. Đấy thì anh em biết thì là cái con cái mạch là nguồn xung ấy thì nó sẽ có bộ phận hồi tiếp, thì anh em sẽ dựa và cái chính cái bộ phận hồi tiếp ấy nó sẽ ổn định được cái điện áp đầu ra của cái nguồn này. Đấy, mà bây giờ mình sẽ can thiệp trực tiếp vào cái phần bộ phận hồi tiếp của nó. Đấy, mình can thiệp trực tiếp vào cái bộ phận hồi tiếp của nó luôn. Đây, đây mình đặt đằng sau ra thì em đã biết ấy, thì cái phần đây hoặc phần điện áp thấp ở dưới này, còn cái chỗ trần primary này, tức là ban đầu, tức là kiểu như là phần sơ cấp ấy, còn cái phần secondary, tức là nếu mà theo dịch theo tiếng Anh gọi là thứ hai, tức là cái bên thứ hai ấy, thì là tức là cái bên này bên thứ cấp. Đấy, và bên thứ cấp này nó sẽ có một cái mảnh bộ phận mà gọi là bộ phận hồi tiếp. Đây, mình sẽ cho anh xem này. Đây, thì bộ phận hồi tiếp thì chỗ này, đây. Từ cái chỗ đó, cái đầu đen đỏ này, đầu ra. Cái hai chân đen đỏ này đầu ra này thì là sẽ là hai chân mà đưa ra điện áp đầu ra là 24V. Và cái điện áp 24V này ấy, nó sẽ được đưa vào hồi tiếp. Nó sẽ được đưa vào hồi tiếp để đưa vào cái phần con vi xử lý này. Đấy, hoặc là đưa vào phần IC dao động để cho nó biết được và nó sẽ đưa ra cái dòng điện nó phù hợp với cái tải của mình. Đấy, thì ở đây này, anh em thấy này. Cái phần hồi tiếp của nó này thì cái phần dương nguồn này nó sẽ đi qua cái con trở 511 này. Xong rồi đi qua cái con chỗ này là con thường, nó là con đây thường cái con một đen đen này này. Nó sẽ là con TL431. Đấy, và nó sẽ đi qua con ô tô quang này. Đấy, và cái phần và nó sẽ đưa qua con ô tô quang này. Con này là con BC817, là con khá thông dụng. Đấy, và cái con ô tô quang này nó sẽ như kiểu là cách ly ấy, gọi là ô tô quang cách ly, thì nó sẽ cách ly. Đây, cái chỗ con này ô tô quang đây. Thì nó sẽ cách ly giữa cái việc phần sơ cấp và phần thứ cấp. Đấy, và nó sẽ phản hồi, bởi vì là cái con ô tô quang này nó tức là khi mà chân 1, chân 2 cái đi áp đưa vào thay đổi, thì cái ánh sáng mà đưa vào chân 3-4 nó sẽ thay đổi và sẽ làm cho chân 3-4 nó thông ít hay thông nhiều, và nó sẽ đưa gửi về cái tín hiệu về con IC dao động để cho nó đưa ra cái xung phù hợp. Đấy, thì mình sẽ can thiệp đây. Ở đây mình có cái sơ đồ của nó này. Đây, ok, thì đây là cái mạch hồi tiếp. Đấy, thì mình vừa chỉ ở trong cái mạch đấy thì cái sơ đồ của nó đây. Nói chung là nó không có gì gọi là phức tạp cả, nó khá là đơn giản thôi. Và cái con IC mà quan trọng ở đây nó là cái con IC này, là con ICT là 431, thường là trong cái nguồn xung ấy thường nó sẽ con IC này đóng vai trò như là một IC để ổn định cái đĩa đầu ra.
Đấy, thì đây là IC cắm này, thì nó sẽ có ba chân RAC, đây là anode, đây là cathode, còn cái chân R này là cái chân đưa là chân mà kiểu như là để so sánh cái tín hiệu điện áp. Còn đây tương tự vậy này, thì trong cái mạch của mình ấy là cái mạch là cái linh kiện này là linh kiện dán. Đây nó có ghi là 431. Đây, A đây, anode này, cathode này, đây chân R là chân so sánh này. Đấy, thì cái sơ đồ này thì nó rất đơn giản thôi. Thì cấu tạo của nó là như này. Thì cái đĩa đầu ra đây là chỗ này là dương nguồn, chỗ này là âm nguồn này, là hai cái chân đen đỏ mình vừa nói ấy, là hai chân đưa ra, đĩa đầu ra là 24V. Và cái đĩa áp ra này thì cái bộ phận hồi tiếp thì chỗ này có điện trở R này đưa vào con PC817. Con PC817 là con opto quang. Thì opto quang ấy thì nó nguyên lý cấu tạo của nó là cái chỗ này là con nó giống như một cái đèn. Đấy, thì cái đèn này nó sáng hay là sáng nhiều hay sáng ít thì sẽ làm cho chân E và chân C thông nhiều hay thông ít. Đấy, và nó sẽ đưa từ chân EC này sẽ đưa về cái bộ phận vi xử lý hoặc là đưa về con IC so sánh, IC dao động để nó dao động nó sao cho cái đĩa đầu ra nó phù hợp. Đấy, với cái nhu cầu mình mong muốn. Đấy, thì và cái con TL41 đây, cái con chân A này, chân C và chân R này, thì khi mà con R1 này với con R2 này nó đóng vai trò như là một cầu phân áp, tức là như nào, tức là điện áp rơi trên con R1 này cộng với đĩa áp rơi trên con R2 này nó sẽ bằng con xăng bằng với cái đĩa đầu ra. Đấy, thì khi mà cái điện áp rơi trên con R2 nó tăng lên, tức là đĩa áp rơi trên tại chân R này sau đất này tăng lên, thì sẽ làm cho chân từ nó sẽ làm cho cái mối C, mối cathode và anode này nó sẽ thông nhiều hơn và nó sẽ làm cho cái đèn này nó sáng nhiều hơn. Đấy, nó sẽ làm cho cái đèn này nó sáng nhiều hơn và nó sẽ làm cho cái chân EC này nó sẽ thông nhiều hơn và nó sẽ đưa cho cái con vi xử lý nó sẽ làm cho cái đĩa áp đầu ra nó tăng cao lên. Đấy, tương tự vậy với làm cho để khi mà mình giảm cái chỉ số con R2 đi, tức là làm bị giảm điện trở đi ấy, thì sẽ làm cho cái đĩa áp rơi trên con chân R này nó giảm đi, và khi đĩa áp rơi trên R giảm đi thì cái C sang E nó sẽ thông ít. Đấy, và nó sẽ làm cho cái con đèn ở trong con PC817 này nó sáng ít và sẽ làm cho chân C và chân E nó sẽ thông ít và nó sẽ làm cho đĩa áp đầu ra nó sẽ không ra lớn. Đấy, hoặc đấy thì một là mình muốn tăng cái đĩa đầu ra thì tăng đĩa đầu ra thì các bạn tăng cái R2 đấy và giảm hoặc là giảm R1, nói chung R1 và R2 nó khác nhau. Bởi vì sao? Bởi vì là chân đĩa áp rơi, tức là cái đĩa áp của chân R này sau đất này thì cũng chính là đĩa áp của chân R2 sau đất, cũng là đĩa áp rơi của chân R2 luôn. Đấy, còn cái R1 này đấy mà nó cộng với cái R2 này thì bằng constant. Đấy, thì lúc đấy là mình thay đổi ngược cái con R1 này, thì các bạn muốn thay đổi R1 thì các bạn làm ngược lại so với R2 là được. Đấy, nhưng thường là mình sẽ hay thay đổi R2. Đấy, thì đây là cái nguyên lý của cái con cái mạch feedback phản, tức là mạch phản hồi ấy, để đưa tăng giảm đĩa áp. Thì thông thường ấy, con R1, R2 người ta sẽ kiểu như là hàn cố định, người ta sẽ không cho đầu ra bao nhiêu, vì là cái nhà sản xuất ấy, người ta tính toán ra R1 và R2 bao nhiêu để đưa ra cái đĩa áp nó phù hợp. Đấy, còn bây giờ mình muốn can thiệp thì mình sẽ làm cho làm sao mình sẽ mắc bỏ con R2 đi, hoặc là em muốn tăng đĩa áp lên thì các bạn cho một con biến trở vào trong cái chỗ R2 này. Đấy, để cho mình có thể tăng đĩa áp, tăng cái giá trị của biến trở lên. Đấy, thì sẽ làm cho cái đĩa áp rơi trên chân R, từ chân R này sau đất này nó tăng lên và sẽ làm tăng đĩa áp lên. Thì trong trường hợp này thì mình muốn tăng đĩa áp lên, là mình muốn tăng lên 24V, mình muốn tăng lên 25V, 26, 27, 27V, thì mình sẽ tăng cái điện trở của cả khối R2 này, tức là từ đây, từ cái chỗ phần chân R này, từ cái chân R của con TL431 này xóm đất. Đấy, mình có thể cắt cái đường dây đi này, mình cắt cái đường dây này đi. Đấy, và mình sẽ nối tiếp thêm một cái con biến trở để điều chỉnh cái đĩa áp ra. Đấy, đây là cái sơ qua về cách mình làm. Đấy, thì mình cần hiểu cái nguyên lý mình có thể làm được, mình sẽ nhìn vào trong cái mạch, mình sẽ mày mò ra mà mình tìm được. Ok, thì mình nói hơi dài dòng tí, không biết anh em có hiểu không. Thì cái con ICTL431 này, đây là cái con ba chân này, là con ICTL431 này. Ở cái chỗ này nhỉ, thì cái phần âm nguồn này, các bạn thấy âm nguồn này mà sẽ đi qua con R2, sau đó đi đến chân R này, con TL431 này. Đấy, thì đây cũng thế này. Đây, mình sẽ đi từ âm nguồn, mình sẽ mò theo âm nguồn này, em thấy này. Đầu tiên là âm nguồn này, nó sẽ đi vòng cái này, đi qua hai con điện trở này,
hai con đây trở này là cái con R1 mà mình là cái con R2 mình vừa nói ấy. Đây nó đóng vai trò như là con R2. Hai con đây trở này để tăng cái vì ở sao đây nó có hai con, bởi vì là để nó tăng cái công suất nó chịu được. Đấy, để nói chung là để đảm bảo cho cái nó bền hơn. Chứ còn nếu mà thường là điện trở dán thì công suất nó nhỏ. Đấy, và nó sẽ đưa một chân và con chân R để chân so sánh, và con TL401 này và cái con R2 là cái con này này. Đây, là cái con này. Đấy, nó đi qua con này rồi thì nó sẽ bắt đầu nó đi trở về dương nguồn đây. Cái dây này đi trở về dương nguồn này. Đây, nó trở về dương nguồn này. Thì bây giờ mình sẽ cắt cái đường dây ở chỗ này, em thấy này. Mình sẽ lấy cái kéo, mình sẽ cạo cái đường dây của cái từ chỗ âm nguồn này và con điện trở R2 đi. Mình cắt đi và mình sẽ nối. Đấy, nối tiếp thêm một cái con biến trở để mình tăng cái điện trở của con R2 lên. Tăng điện trở con R2 lên và sẽ làm cho cái điện áp đầu ra nó tăng cao lên. Đấy, mình cắt đôi đường dây đi và mình sẽ nối đây. Cái đường dây này từ đây này nó nối vào chỗ này đúng không? Thì bây giờ mình cắt đứt gọi là lấy cạo mình cắt đứt rồi. Cắt đứt đường dây rồi thì bây giờ mình đơn giản là mình nối tiếp từ âm nguồn này ra cái đầu của con điện trở này là được. Đấy, anh em cứ mày mò nó sẽ ra thôi, không có gì là khó khăn cả. Ok, thì bây giờ mình sẽ thực hành cho em xem. Thì bây giờ mình sẽ đo cái điện trở đây. Mình sẽ đo điện trở của con điện trở R1 này, R2 này. Đấy, mình thấy này, nó là có giá trị là 4,7 kilo ohm. Và tiếp theo mình đo cái giá trị của cái con R1 này. Đấy, nó có giá trị là 40 ohm, là nhà 40 kilo ohm. Cái giá trị của con điện trở R1 nó gấp khoảng 10 lần cái giá trị của con điện trở R2. Thì bây giờ mình chỉ cần là đây, ở đây mình có con biến trở đây, mình đã hàn sẵn rồi. Thì con biến trở là biến trở 1K. Đây, nó là con biến trở 1K. Nó là con 102. Đấy, con điện trở 10K 102. Và mình sẽ mắc thêm nối tiếp thêm một con điện trở 1/4W để nó hạn dòng cho cái đảm bảo cho cái mạch cái phần so sánh của mình nó bền hơn. Đấy, thì con điện trở 102 này mình sẽ thay đổi, mình sẽ tăng cái điện áp lên, tăng cái vòng lên để tăng cái điện áp. Em nhớ là hàn đúng theo cái chiều này của nó này. Không anh em vặn thì nó sẽ không chuẩn đâu. Vặn theo chỉ đồng hồ thì nó lại giảm thì buồn cười. Đấy, mình hàn đúng như vậy. Ok, thì bây giờ mình sẽ hàn con điện trở này, con biến trở này vào. Đấy, hàn biến trở này vào giữa cái con R2 và mình sẽ đưa vào đất. Ok, thì bây giờ là mình đã cắm điện, ghim điện rồi. Thì ở đây giá trị điện áp bây giờ là 24,55V. Thì giờ mình sẽ tăng cái giá trị của con biến trở lên này, em thấy này. Đấy, tăng, em nhìn lên, nó lên đến 25V này. 26V, 26,03V. Đấy, thì đơn giản thôi, thì mình muốn tăng điện áp lên thì mình muốn tăng cái giá trị của cái con R2 lên. Đấy, và các bạn muốn giảm cái điện áp đi thì các bạn mình đang làm theo cái kiểu là muốn tăng điện áp lên thì mình giữ nguyên lại cái giá trị con R2 và mình lắp thêm cái con biến trở. Nhưng khi các bạn muốn giảm điện áp đi thì các bạn cần thay đổi luôn cả cái hai cái con R2 này. Đấy, cái con R2 này thay luôn đi và mình sẽ thay vào một con biến trở khác để điều chỉnh, để đưa cái giá trị điện trở nó thấp hơn. Đấy, và nó sẽ làm cho cái mạch nó sẽ hạ áp đi. Và nhưng lưu ý là như này này. Lưu ý là khi mà mình hạ áp hoặc tăng áp ấy, thì thứ nhất ấy là mình không được tăng cái điện áp nó cao quá. Ví dụ như là mình thay ví dụ như là 24V thì các bạn chỉ cần lên đến 28V là được rồi, chứ đừng lên cao quá. Đấy, và các bạn đừng để thấp quá thì nó sẽ làm cho cái mạch nó sẽ không được. Nói chung là cao quá, thấp quá thì nó sẽ làm cho những cái tính toán ban đầu của nhà sản xuất ấy nó sẽ sai lệch đi và nó sẽ ảnh hưởng đến mạch. Đấy, và đặc biệt là khi các bạn tăng cái điện áp cao quá thì nó sẽ làm cho IC sẽ làm cho cái tụ lọc nguồn ấy, đấy, nó bị ảnh hưởng. Đây, ví dụ mình sẽ rút điện ra, mình sẽ chỉ em xem nó sẽ ảnh hưởng như nào. Ví dụ nhá, đây, ví dụ mình sẽ lật đằng sau lên này. Đây, ở đây nó sẽ có hai con tụ lọc nguồn và hai con tụ này nó có cái thông số em gì này, 35V. Đấy, 35V là 560 microfarad. Đấy, 35V. Thì anh em khi mà anh em lên đến điện áp 28V. Đấy, khi mà anh em nâng điện áp lên 28V thì hai con tụ này nó vẫn có thể lọc nguồn được, nó không bị hỏng. Bởi vì thông thường ấy, cái con tụ mà nó chỉ lọc, nó sẽ lớn hơn. Đấy, nó lọc nguồn thì nó sẽ phải lớn hơn. Đấy, hoặc bằng là 3/2 cái giá trị mà nó lọc, ví dụ như là 12V. Đúng không? Điện áp mà nó lọc là 12V thì tụ nó bắt buộc nó phải dùng cái tụ là có giá trị là 16V. 16V, bao nhiêu microfarad tùy.
đấy, phải lớn hơn hoặc bằng 3/2 cái giá trị. Mà ví dụ ở đây là 35V mà anh em nâng lên tầm khoảng 33-34V ấy, thì là nó sẽ làm cho tụ này có thể nó hỏng hoặc là nó chạy được nhưng mà nó sẽ không bền đấy. Nên thế là nhiều khi là nếu anh em mà ví dụ như là 24V mà nguồn 24V mà cái tụ này nó lọc được với cái điện áp là hai, nó ghi là trong thân tụ là nó gần với 24V quá mà anh em muốn tăng điện áp lên ấy, thì em cần phải thay cái con tụ này đấy, thay những con tụ này bằng con tụ mà có chỉ số cái điện áp nó cao hơn. Ở đây là 35V này đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ có một cái phương pháp là mình không để như này, mình sẽ gắn lên trên cái tấm nhựa này, ở cái tấm vỏ này của nó này, mình sẽ gắn lên tấm vỏ này của nó đâu, cái phần vỏ đây, cái phần vỏ của nó, nắp của nó, thì mình sẽ gắn cái con biến trở này lên trên chỗ phần vỏ này để mình có thể thay đổi. Mình sẽ lấy cái tua vít, mình sẽ thay đổi vặn trên bên trên này chứ mình không để như này. Thế cuối cùng thì mình sẽ hàn hai cái đầu dây này vào hai đầu này của nó này. Đấy, làm này thì nó sẽ nhìn nó thẩm mỹ hơn, nhìn cảm giác nó zin hơn. Ok, thì cuối cùng mình đã thành công rồi. Đấy, lắp lại như bình thường thôi. Thì đơn giản là mình cho cái hai con biến trở này mình dán vào cái phần vỏ bên trên và mình câu dây ra và mình hàn vào thôi. Đây, mình sẽ thay đổi cái điện áp đầu ra này. Đấy, 25,98 mình sẽ giảm điện áp đi này. Đấy, 24,72 đấy, giảm điện áp đi còn 24,71V. Ok chưa, mình đã tăng điện áp lên này. Đấy, nói chung là tùy thôi, anh em muốn can thiệp sâu hơn thì anh em có thể tăng cái điện trở hơn nữa, nhưng mà đừng tăng cao quá. Đấy, ở đây được 25,98V này. Đấy, ok. Nói chung là tùy mỗi người thôi, mình cần chỉ lên 25-26V là được rồi. Mình nhu cầu của mình điều chỉnh cái tốc độ xương thôi mà.